Triệu Lực Chiến búp đủ các thể loại rồi mình sẽ ghi lại cái cảnh này. Đấm rồi, đấm rồi, đấm rồi. Không có SOS anh em ạ. Bạn Bốc Mèo đừng có chia sẻ là phải xem ở trên Epic thì boss đấm nhau nó mới phê. Bạn Kinh ơi, trên chiến trường nó tùy vào từng chiến trường, có chiến trường mưa bão, có chiến trường thì sương mù, có chiến trường thì ngày nắng đẹp. Bạn Mốc Mèo ơi, bản đồ San Francisco này có đi vòng được đâu. Bản đồ này mà muốn bên trái sang được bên phải thì phải chờ cho cái gì nhỉ? Chờ zone 3 mở, chờ zone 3 mở thì mới được. Đấm rồi. Anh em đếm thời gian đi xem là được bao lâu anh em ơi. Phải đợi vòng 3 mở thì mới ấy được. Không có SOS đâu. MK, máy bay ném bom của MK ném vào tập đoàn quân pháo để thấm nhận. Nói chung máy bay ném bom của Mỹ ném vẫn nhìn trông vẫn phê. Đặc biệt máy bay ném bom của Boss nữa ném phê thật. Nhìn nó ném vào cái độ bền của pháo nó cứ trôi một khúc một. Bạn Lao Ma thì chia sẻ là Thùy Chi thì chúa ba phải, bên nào mạnh là nhảy bên đó. Bạn Thành Tài thì có chia sẻ là Thùy Chi chắc mới nhận được sâu lên tele đi hát rồi. Anh em bình luận nó vui vẻ đấy. Bên 40 mà không bèm nhanh cứ bị ném cho hết pháo rồi. Bạn bạc có chia sẻ là nhắn tin riêng mà không thấy Thùy Chi rep rồi, chắc là bận đi hát. Bạn Nguyễn Hữu Lộc thì chia sẻ là Thùy Chi qua 40 thua vài mùa lại chạy qua S21 rồi. Vừa qua S21 xong thì S40 lại thắng. Liệu MK có cắn SOS hay không? Không có rồi. Cũng không thấy máy bay ném bom. Anh em gõ vào phần khung chat ấy, xem là được bao nhiêu giây. Bạn Phạm Gia Hoàng Thắng bảo 8 giây, mình nghĩ phải lâu hơn, làm gì mà nhanh thế. Bạn Lưu Tình thì bảo 40 giây, mình cũng nghĩ nó phải lâu hơn, chắc phải được 1 phút. Mốc Mèo thì bảo 10 giây. Bạn Nguyễn Đẹp Trai chia sẻ là đánh nhau nhìn mắt thật. Rồi bây giờ cùng xem là bên S40 sẽ bế ông nghèo một full mắc binh. Đó, cắn hai cái lắc lên rồi chuẩn bị có thêm cái thẻ chiến thuật nữa. Hiện tại đã được 1B lực chiến. Đó, kinh không? Đấy, 1B lực chiến nhá. Anh em đoán thử xem bao nhiêu giây.
Đấm rồi, đấm rồi. Liệu có SOS không anh em ơi? Ôi rồi không có SOS rồi. Tiếc quá.